vị, với 95,1% tổng phiếu bầu ủng hộ, ông Bashar al-Assad đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Hai đối thủ ít được biết đến của ông chỉ nhận được tổng cộng 4,8% phiếu ủng hộ. Nhiều người đã ăn mừng như thế biết trước chiến thắng của ông al-Assad. Theo Chủ tịch Quốc hội Syria, ông Hamouda Sabbat đã có 14,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong ngày 26 tháng 5, đạt tỷ lệ 76,64%. Đây là cuộc bầu cử tổng thống thứ hai tại Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này rơi vào nội chiến và xung đột năm 2011. Kết quả bầu cử chính thức được công bố ngày 27 tháng 5 cho thấy ông al-Assad được giữ chức tổng thống Syria từ năm 2000 đến nay, tiếp tục tái đắc cử với 95,1% tổng số phiếu ủng hộ. Với kết quả này, chính trị gia 55 tuổi al-Assad sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp. Trước khi kết quả bầu cử được công bố, hàng chục nghìn người Syria đã tụ tập tại nhiều thành phố khác nhau để ăn mừng như biết trước chiến thắng không thể nào rơi khỏi tay ông al-Assad. Theo AFP, khẩu hiệu tranh cử của ông al-Assad là hy vọng thông qua công việc, trong đó ông đặt ra mục tiêu tái thiết đất nước đang bị tàn phá bởi nội chiến và Covid-19. Truyền thông nhà nước Syria chiếu cảnh đám đông vẫy cờ Syria và ôm ảnh của Tổng thống al-Assad ở một số thành phố lớn khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Bầu không khí trở nên sôi động sau khi Ủy ban bầu cử Syria thông báo quá trình kiểm phiếu đã hoàn tất. Tỷ lệ ủng hộ ông al-Assad lần này cao hơn cuộc bầu cử lần trước, dù Syria vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bất ổn do nội chiến. Trong cuộc bầu cử diễn ra năm 2014, Tổng thống al-Assad nhận được 88% số phiếu bầu của cử tri Syria. Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Ý tuyên bố cuộc bầu cử ở Syria thiếu tự do và không công bằng ngay khi nó chưa diễn ra, theo hãng thông tấn AFP. Các phe nhóm chống đối chính quyền al-Assad gọi cuộc bầu cử là trò hề, cáo buộc cái gọi là phe đối lập Syria thực chất nằm cùng một phe với đương kim tổng thống.